Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là thất diệp nhất chi hoa. Đây là củ của nó các bác nhé. Củ này tương đối là rất to đấy các bạn. Đây phần lá của nó đấy. Đây con. Đây đang có hoa quả luôn rồi các bạn. Củ này là dân mới đào được các bác nhé. Thì bên em chuyên cung cấp các loại đồ ngâm rượu, các đồ rừng, núi rừng đặc sản, rồi tam thất hoang, rồi những cái loại như này. Củ này là củ rất là quý các bạn ạ. Tác dụng rất là tốt cho cơ thể. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng cái củ này. Thì cây thất diệp nhất chi hoa, hay còn gọi là cây bảy lá một hoa, hay thất diệp nhất chi hoa, và là một loại vị thuốc rất là quý các bạn. Thì tác dụng của cái cây này ấy, củ này là một vị thuốc đặc biệt quý hiếm và rất tốt cho những bệnh nhân ung thư, và hỗ trợ điều trị bệnh nan y, bệnh ung thư, tiểu đường, do tác dụng cô lập tế bào ung thư và bài thảo các mô tế bào chết, ngăn chặn quá trình phát triển khối u, tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Uống cái loại này tăng sức đề kháng rất là mạnh các bác nhé, thì rất là tốt. Mình thường thì là nhân dân ta thường là ngâm rượu các bạn. Thì đối tượng sử dụng là những cái người mắc bệnh ung thư này và đang trong đoạn giai đoạn nguy kịch, và bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và bệnh viện trở về. Tiếp theo là bệnh nhân tiền ung thư, nếu có điều kiện sử dụng thì loại này rất là tốt các bạn. Và bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ở cấp độ nặng, sử dụng thuốc thất diệp nhất chi hoa sẽ có tác dụng làm chậm quá trình hoại tử tế bào. Về cái khu vực phân bố thì cây mọc ở các tỉnh như Hòa Bình, Lào Cai và Cúc Phương, và các tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Bộ phận dùng thì toàn cây gồm lá, thân, rễ đều được sử dụng làm thuốc. Để không làm mất đi các hoạt chất của cây thuốc quý này thì người ta thường dùng sắc nước hoặc là ngâm rượu các bác nhé. Cách chế biến và thu hái thì thu hái quanh năm các bạn. Thì qua nhiều nghiên cứu thì các nhà khoa học đã tìm thấy trong cây bảy lá một hoa có nhiều hoạt chất quý như trong điều trị ung thư và tăng sức đề kháng rất là mạnh. Các hoạt chất này có khả năng cô lập tế bào ung thư này, giải các mô tế bào chết để ngăn chặn quá trình phát triển khối u, giúp điều trị ung thư hiệu quả hơn các loại thảo dược thông thường. Thì ngoài tác dụng đấy thì còn có tác dụng là điều trị rắn độc cắn này, tác dụng điều trị ho và hen suyễn, và tác dụng bồi bổ sức khỏe. Ho hen suyễn thì cũng rất là tốt các bác nhé. Thì cách dùng thì mình có thể dùng ngâm rượu các bạn. Ngâm rượu thì cứ các bác ngâm rượu khoảng trên 40 độ các bác nhé, khoảng 40 đến 43 độ. Đấy, các bác rửa sạch, vệ sinh sạch đi rồi mình ngâm thôi. Còn sắt nước thì mỗi ngày mình lấy lá thì khoảng 15 gram các bạn, rồi mình đun nước uống. Còn sắt nước thì mình có thể là củ hoặc lá các thứ là mình cứ khoảng 15 gram một ngày mình sắc nước mình uống thôi. Bên em thì chuyên thu mua những cái đồ rừng này của dân đào được ở trong rừng đây các bác. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ giúp em nhé. Hoặc là cần thì kết bạn Zalo em số này. Lúc khi mà đào được em sẽ báo các bác. Các bác có thể mua cái sản phẩm bên em để ngâm rượu hoặc là trưng bày đủ các loại các bác nhé. Củ tương đối là to đấy các bác. Củ này rất là to và cái củ này rất là hiếm. Các bác nếu mà muốn mua thì phải đợi chứ không phải lúc nào cũng có các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe.